Thưa tất cả các đồng chí, những sự kiện nổi bật của năm nay mà liên quan đến Bác Hồ đấy, để mỗi khi học tập làm theo Bác thì ta gắn chặt các sự kiện lịch sử, vì Bác là biểu tượng và hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc chúng ta. Năm nay kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác, chỉ là toàn dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đều biết đến một cái sự kiện này như một cái nét đẹp văn hóa mà chúng ta là con em sống trên mảnh đất thiêng liêng địa linh nhân kiệt của Bác Hồ, thì nghĩ đến ngày sinh của Bác chúng ta càng xúc động. Nếu Bác còn sống đến hôm nay, Bác là 132 tuổi, nhưng Bác chỉ ở với chúng ta được 79 tuổi thôi, mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi là 79 mùa xuân của Bác. Từ ngày Bác đi xa đến nay đã trên một nửa thế kỷ. Năm 1969 là Bác đi, 53 năm. Nhưng cái điều đặc biệt là trước khi về với Tổ tiên, với Mác Lênin, với thế giới người Việt ấy, thì Bác để lại cho chúng ta cái bản di chúc này. Bản di chúc đó đã có lịch sử 57 năm. Bác viết từ ngày mùng 10 tháng 5 đến 15 tháng 5 thì xong, năm 1965, lúc Bác 75 tuổi. Nhưng năm nào cũng chữa, cũng sửa đến lần cuối cùng là tháng 5 năm 69. Và 4 tháng sau, đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 69, thì Bác vĩnh biệt chúng ta. Đấy, thì mấy cái mốc đó mong các đồng chí lưu ý. Trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của chúng ta, từ trung ương đến địa phương này, rất nhiều đồng chí sinh ra từ cái sự kiện này. Ai sinh năm 65 thì năm nay đã 57 rồi. Sinh năm 69 ấy, năm nay đã là 53 tuổi. Còn sinh vào thời kỳ giải phóng miền Nam, mà trong giải phóng miền Nam đấy thì chiến dịch lịch sử vào giờ phút chót đấy được Bộ Chính trị cho phép là mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thì bây giờ cũng đã 47 năm. Các đồng chí hình dung là khi Đảng ta chuẩn bị đại hội lần thứ 14 sắp đến thì công cuộc giải phóng miền Nam tròn một nửa thế kỷ, mà Bác thì không được nhìn thấy miền Nam giải phóng trực tiếp, dù Bác tin thì tin rất mãnh liệt. Đấy là cái nỗi đau lớn của Bác, cả đời hy sinh cho dân cho nước. Bác nói là miền Nam trong trái tim tôi, cũng chỉ vì miền Nam mà Bác từ chối nhận huân chương, kể cả từ chối việc lập gia đình riêng, không có hạnh phúc riêng tư gắn bó với miền Nam. Vậy mà lúc chút hơi thở cuối cùng không thấy miền Nam giải phóng trực tiếp, thì Bác thấy đấy là một cái nỗi đau của Bác, cũng là một cái niềm ân hận xót xa của chúng ta chưa thực hiện được cái khát vọng của Bác khi Bác còn sống. Thì sắp tới cái sự kiện giải phóng miền Nam 50 năm, hôm nay trong các đồng chí dự ở đây có các đồng chí lãnh đạo của Sở Văn hóa Thông tin Truyền thông Thể thao Du lịch, tôi xin nhắc các đồng chí là sắp tới chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tại bến cảng Nhà Rồng, sẽ diễn ra một hội thảo lớn quy mô quốc gia về vấn đề xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh này không đâu có ý nghĩa thiêng liêng và trực tiếp nhất chính là Nghệ An của chúng ta, là nơi sinh ra Bác. Thế thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh này nó trở thành một vấn đề chung của cả nước, nhưng trước hết phải là trên quê hương Bác. Thì tôi rất mong các đồng chí lãnh đạo ngành văn hóa cùng với đảng bộ của chúng ta đặc biệt quan tâm đến một cái chủ trương rất là có ý nghĩa này xung quanh câu chuyện văn hóa. Nơi đâu cũng là không gian văn hóa,
cả trong nước lẫn ngoài nước. Vì Bác hoạt động ở nước ngoài 30 năm, Bác có mặt ở trên 30 nước và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới trong cái cuộc đi huyền thoại của Bác này, thì tất cả nơi đó đều để lại dấu ấn lịch sử của Hồ Chí Minh. Và các nước bạn của chúng ta trên thế giới cũng đang rất quan tâm để bảo tồn, lưu giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa đó trên đất nước của họ. Chứ Bác bây giờ không còn là của dân tộc Việt Nam nữa đâu, Bác là của cả thế giới. Và trong cái bối cảnh toàn cầu hóa như thế này đấy, thì chúng ta mới càng xúc động nhận ra một điều là hóa ra từ những năm đầu thế kỷ 20, với cuộc đi tìm đường cứu nước lịch sử của Bác, với sự trải nghiệm phong phú cuộc đời của Bác như vậy, thì Bác cho chúng ta từ rất sớm cái hình mẫu thế nào là một người công dân toàn cầu. Công dân toàn cầu, bây giờ công dân không chỉ ở trong nước mà là công dân của toàn cầu đó, thì Bác là hiện thân như thế nào. Những sự kiện như vậy để chúng ta nhớ đến cái ngày sinh của Bác là một điều rất thiêng liêng. Đặc biệt nữa, riêng với Nghệ An của chúng ta, và nếu nói rõ hơn là cả Hà Tĩnh nữa, vì đã từng một thời chúng ta là một, là Nghệ Tĩnh. Từ lúc tách ra đến nay đã là 32 năm rồi. Mỗi một địa phương có một thế mạnh, có một thuận lợi khác nhau, nhưng mà cùng chung trên một giải đất thiêng liêng, địa linh nhân kiệt, nơi mà Bác Hồ đã sinh ra. Thì các đồng chí nhớ cho cái sự kiện này, năm nay là 65 năm Bác về thăm quê lần đầu tiên, năm 1957, cách đây đúng 65 năm Bác Hồ về thăm quê lần đầu tiên, cả Hà Tĩnh và Nghệ An. Bác có rất nhiều buổi nói chuyện với đồng bào, đồng chí trên quê hương mình. Bác căn dặn các cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh nhà phải làm hết sức mình để chăm lo cuộc sống vật chất tinh thần của người dân. Và xin các đồng chí nhớ là 3 tháng trước khi mất, tháng 6 năm 69, Bác vẫn có bức thư cuối cùng gửi cho Đảng bộ Nghệ An. Cho nên các đồng chí lãnh đạo của tỉnh ủy, và nhất là Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đấy, đã nêu một ý tưởng rất hay, đó là phải xem những bức thư của Bác gửi cho Đảng bộ nhân dân Nghệ An như là di chúc của Bác với quê hương. Thì chỗ này là chỗ rất là đáng lưu ý, rằng di chúc của Bác với quê hương, ngoài di chúc của Bác cho toàn đảng toàn dân và cho đồng bào thế giới ra, thì với Nghệ An ấy, là một cái điểm nhấn rất là cảm động. Thì đấy là điều mà chúng ta lưu ý trong sự quan tâm của Bác với Nghệ An. Nếu ta đọc kỹ toàn văn bức thư này thì ta sẽ thấy nổi bật 3 cái điểm nhấn quan trọng. Thứ nhất, không được để dân đói, tức là vấn đề kinh tế hàng đầu, không được để dân đói. Thứ hai, không được để các cháu bỏ học. Đồng chí nào ở sở giáo dục, ở các nhà trường thì càng chú trọng nghiên cứu kỹ di sản Hồ Chí Minh về giáo dục, nhất là thời điểm này đang là thời điểm tập huấn hè của các nhà giáo, các nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới. Mà vừa rồi Nghệ An chúng ta giành được thành tích rất đáng tự hào trong các cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, rồi là tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia, rồi tuyển chọn vào các trường đại học cao đẳng. Thì cái truyền thống hiếu học này và cái thành tích giáo dục này là rất đáng biểu dương. Thì Bác dặn là không được để các cháu bỏ. Và điểm thứ ba rất hệ trọng, liên quan trực tiếp đến chúng ta, các cán bộ đảng. Bác dặn là từ cơ quan lãnh đạo của tỉnh đến các chi bộ ở thôn làng không được để xảy ra mất đoàn kết. Thì các đồng chí nhớ cho 3 điểm đó, nó kết tinh tất cả sự quan tâm
ân cần của Bác với nhân dân và Đảng bộ Nghệ An chúng ta. Những sự kiện về Bác năm nay rất đáng quan tâm. Nhưng có một điều cần nói, Bác là người xứ Nghệ mà, Bác rất cương trực, rất thẳng thắn. Bác không né tránh việc phê bình đâu. Phê bình những cái điều chưa tốt, những cái điều chưa hay, những khuyết điểm, nhược điểm, lầm lỗi của chúng ta, Bác nói thẳng, không sợ mất lòng. Mà đấy là điều mà nó thuộc về cốt cách của người dân xứ Nghệ. Các đồng chí cũng là hiện thân của điều đó, thì ta phải phát huy. Trong những điểm Bác phê bình Nghệ An thời đó này, có một điểm là vay tiền ngân hàng không chịu trả. Các đồng chí thấy không? Ở Thanh Hóa Bác cũng phê bình như vậy, ở Nghệ An, Hà Tĩnh Bác cũng phê bình như vậy. Bác còn nêu rõ cụ thể cả số lượng tiền nữa, từ 1 tỷ đến 2 tỷ mà thời bây giờ là lớn lắm. Bác cũng giải thích là nếu không trả cho ngân hàng thì nhà nước lấy đâu ra tiền để lo cho các địa phương khác. Chứ có vay thì phải có trả, trả rồi thì phải vay tiếp. Mà riêng với cán bộ nhân dân Nghệ An thì Bác rất hóm định. Bác nói là tại sao lúc vay thì nói ngon nói ngọt thế, anh cứ cho em vay rồi em sẽ trả, rồi cuối cùng thì không ai chịu trả cả, là thế nào? Bác nói như vậy để cần gì? Cần phải đọc lại cách đây hơn một nửa thế kỷ, hơn 6 thập kỷ rồi, những điều Bác nói rất là thấm thía. Ngay trên quê hương Nghệ An chúng ta và cả Hà Tĩnh nữa, nó có một cái đặc sản về kẹo mà chúng ta gọi cái tên rất là dân dã là kẹo cô đơn. Các đồng chí có nhớ không? Không biết là bây giờ chúng ta có còn em dùng cái loại kẹo này nữa hay không, nhưng Bác phê bình đấy. Bác nói là ăn ít thôi, dành lại mà xuất khẩu, để lấy gang lấy thép mà làm công nghiệp. Bác tính toán là 1 tấn lạc thì đổi được 1,5 tấn gang, mà lúc giờ là cần lắm cho công nghiệp, thì nước mình là công nghiệp hóa. Mà Bác lại có thói quen là làm và nói và làm đi đôi với nhau. Bác trực tiếp đánh máy cái bài viết này để đăng báo Đảng, báo Nhân dân của chúng ta. Thế mà Bác đánh máy thì Bác sơ suất bỏ quên cái dấu phẩy. Thế là lẽ ra là 1 tấn lạc thì được 1,5 tấn gang, mà các Bác đánh cái nào thành ra 1 tấn lạc thành 15 tấn gang. Bác cũng không kịp xem lại, không kịp phát hiện ra cái thiếu sót là cái dấu phẩy đó. Thế là bài báo gửi đi, mà bài báo của Bác thì chúng ta biết rằng là không ai sửa đâu, đúng không? Cứ thế đăng. Đăng lên xong rồi hôm sau 6 giờ sáng báo đã có trên bàn làm việc của Bác rồi. Bác đọc Bác giật mình. Bác nhận ngay ra đây là khuyết điểm của chính Bác. Bác tự phê bình rất nghiêm khắc. Bác nói là đây là một việc làm sơ suất, chứng tỏ là không nghiêm túc. Bác nhận lỗi trước độc giả, trước các bạn đọc. Bác đề nghị tổng biên tập báo Nhân dân phải đăng nguyên văn cái đính chính và lời xin lỗi của Bác với bạn đọc. Và Bác nói lại là bây giờ phải hiểu cho đúng, 1 tấn là chỉ bằng 1,5 tấn gan thôi, chứ không phải 15 tấn gan như Bác nói trong báo đâu. Đấy là cái tính trung thực, tính nghiêm túc, tính khoa học. Chúng ta học Bác được cái phẩm chất đó. Nhưng Bác cũng rất hóm hỉnh. Bác nhận lỗi xong thì Bác phê bình lại chúng ta. Bác bảo nhưng Bác cũng phê bình các chú, tại sao nhận bài của Bác mà không đọc lại, không phát hiện ra điều vô lý đó hay sao mà cứ thế đăng lên thôi. Thì là Bác nói là chúng ta, Bác có lỗi, Bác nhận, và chúng ta cũng có khuyết điểm, ta phải sửa. Và Bác còn nói tiếp một câu này đúng là cốt cách của Bác. Bác nói là Bác có lỗi thì Bác nhận, nhưng xét ra Bác cũng có ưu điểm. Thấy không? Bác bảo xét ra Bác cũng có ưu điểm. Ưu điểm là Bác thành thật, thật thà, có lỗi thì nhận, không giấu, không giấu riêng. Đấy, Bác Hồ chúng ta là thế đấy các anh nhé. Cho nên là Đảng ta mới nhấn mạnh là học Bác và làm theo Bác đấy,
không chỉ tư tưởng mà còn đạo đức và gắn với phong cách. Tư tưởng, đạo đức, phong cách là một chỉnh thể thống nhất mà nó kết tinh ở chính phong cách. Phong cách chính là con người. Từ thế kỷ thứ 18 mà triết gia ở Pháp là Bích Phong, ông nói là phong cách là gì? Phong cách chính là con người. Con người như thế nào thì phong cách như thế. Văn học là nhân học, văn học là hình ảnh của con người. Trên lời ăn tiếng nói, tiếng chữ viết đấy, mà các đồng chí làm công tác tuyên giáo thì hàng ngày phải làm cái điều này, thì phải chú trọng rèn phong cách theo phong cách Hồ Chí Minh ấy. Phong cách đó kết tinh rất nhiều phẩm chất quý giá: chân thành, khiêm tốn, giản dị, thẳng thắn, dân chủ và nhất là lịch thiệp, rất là tinh tế. Cái tinh tế của bác nó mang cả tính chất uyên thâm, hóm hình của người xứ Nghệ. Bác là con nhà nho nên bác rất là thấu hiểu. Các đồng chí chắc là không quên những cái câu chuyện thuộc về phong cách của bác ấy. Bác chơi chữ giỏi lắm đấy các đồng chí. Chữ và nghĩa, chữ là hình ảnh, là ký hiệu vật chất, nghĩa tức là tư tưởng, chữ nghĩa. Có ai mà dùng chữ ít nhất mà nói được nghĩa nhiều nhất ngoài bác Hồ? Chữ thì ít nhất mà nghĩa thì nhiều nhất. Trong cái tối thiểu có thể tải được cái tối đa. Dùng một cái lượng từ ít nhất để truyền đi một nội dung tư tưởng phong phú nhất, sâu sắc nhất. Đó là phong cách, là bản lĩnh Hồ Chí Minh mà ta phải học bằng được, thực hành bằng được. Nhất là các nhà giáo, các nhà khoa học, các cán bộ đảng của chúng ta. Riêng với ngành tuyên giáo, chúng ta rất cảm động và tự hào có một người đồng nghiệp vĩ đại, một người thầy vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác quan tâm đến tuyên giáo một cách sâu sắc và cảm động. Bác nói thế này, bác giải thích cái chữ kiệm, tiết kiệm. Kiệm là gì? Kiệm là tiêu dùng hợp lý, thế là tiết kiệm. Kiệm không phải là keo kiệt bổn xỉ, mà là tiêu dùng hợp lý. Bác giải thích là hợp lý là thế nào? Việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc, việc không đáng tiêu thì một xu cũng không chi. Chỗ nào đồng chí nào làm tài chính này, thực hiện chế độ chính sách này, các quy định của nhà nước ấy, thì hãy lấy tư tưởng của bác làm chỉ dẫn nhé. Việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc, mà việc không đáng tiêu một xu cũng không chi.